cả nhà ơi, ở đây là một cái đập thủy điện gì đó bỏ hoang rồi, không có sử dụng tới nữa. Nhưng mà quang cảnh ở đây thì rất là hùng vĩ và rất là đẹp nữa, phải nói vừa hùng vĩ mà nó có một cái gì đó thơ mộng, nó mang mát. Xa xa là bờ sông, còn xa xa hơn nữa nhìn xuống là những cái con trâu nó đang tắm ở dưới, tắm mình ở dưới mà nó rất là vui vẻ. Không biết là ai nuôi trâu thả ở đây nhưng mà nhìn thấy an lạc ghê và thích thú quá, rất là hợp với cái bài hát mà Ngọc Quỳnh sắp gửi tới tất cả quý vị trên những cái sự của Ngọc Quỳnh Show. Xin là nhớ đăng ký nhà subscribe Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh nha. Nhạc phẩm của nhạc sĩ Hà Quỳnh Sơn được mang tên là Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh Tất Cá. Và bây giờ Ngọc Huyền kính mời quý vị tiếp tục hành trình cùng với Ngọc Huyền thu gọn lại một ngày vất vả để thực hiện MV Cát Bụi Cuộc Đời Hai, tức Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh quý vị nhé. Và xin chia sẻ cũng như đăng ký để xem những gì behind the scene, đằng sau hậu trường cực nhọc khi mà chúng tôi thực hiện một MV như thế nào. Nhớ trời mưa, em đi với chị có ngày em đi về rồi, lúc mà chị trong rừng á, trời kinh khủng thiệt á, có cảnh quay tới 2 giờ sáng, có cái cảnh là ở trong rừng á, ở đây có cái chuyện lũng bắt con dịch lan kiếm chị đó, đúng rồi. Nghe thằng quay thăng lên đòi thăng quay vớ ngựa trên đời có non sáng đạo diễn cho leo đồi rồi. Sáng đạo diễn cho tôi leo đồi rồi. Đúng rồi. Cho nên là phải ốm thôi. Chị đang vừa mới vứt ở bánh mì. Đứng đây đúng không? Đứng đây đúng không? Lên bóng mát luôn chị ơi. Lên đất nhang không? Đúng rồi, phải lên xin đất nhang đất đây. Ông bà thổ sạch ở đây cho mình đi. Mọi việc thuận lợi suôn sẻ chứ.
Ekip đang có mặt tại đồi Thông ở Đà Lạt để thực hiện MV mới của nghệ sĩ Ngọc Huyền. Cả nhà nhớ đón theo dõi và subscribe kênh của chị Ngọc Huyền và ủng hộ chị Ngọc Huyền trong những MV sắp tới nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây những gương mặt của ekip. Chị giữ nguyên đứng yên luôn. Được chưa? Là phù du hay sao á? Hay là từ đầu gì đó chị quên rồi. Để khoan đi, nó nhắc đứng từ đầu. Nợ chân vương mang khổ đau phận người. Nắng gánh, nắng gánh, nặng gánh tâm lưng giữa dòng và gian cơm. Vui mùa khóc cười đời ta. Vui buồn cười đời ta. Đạo đen cái sự say vần. Mau lọc lừa con tính thiệt hơn. Đời là phù du chớ gieo hận thù. Đảo già chơi. Dù trước dù sau cũng vào thiên thu. Dù trước dù sau cũng ôi tham sân si, ôi tham sân si, lắm người còn nặng mang, lắm người còn nặng mang, gây bao thương đau giữa dòng đời nghiệt oan, giàu sang thấp hèn, cùng chung kiếp người, hỏi tại sao ghét ganh nhau đành. Yêu thương gửi trao cuộc đời, nhận lấy bình yên đón niềm vui tới, ngồi hấp thu rồi được rồi, tâm lành sống đời thảnh thơi. Đừng lấy em ơi, ngày mai lấy sự sao rồi ta tỏ về các bụi nhẹ ơi. Tảo mà sao không vậy? Ngày mai lấy sự xa rồi ta trở về các bụi nhẹ ơi. Nghe quá. Tâm lành sống đời thảnh thơi. Ngày mai lấy sự xa rồi ta trở về các bụi nhẹ ơi. Bên phải nha chị, ao nhìn bên phải nha. Bị giống máy chị, giống máy chị rồi đó. Bị một cái bài rớt nào đó. Bây giờ sao? iPhone mới nào ra nó cũng hay giỏi. Xong rồi em có thể tưởng tượng không là đó hả chị phải bị mất hết dự trình vô từ iTunes đó, nó phải gài lại. Xóa hết dữ liệu luôn. Hình của tôi mới chụp đẹp lắm đó.
ông tuổi thơ bác, tuổi thơ bác Hạnh nữa. Có đem dù không? Có. Đãi đem chứ. Không không, ý em hỏi mấy người này nè, em kiếm dù không có. Dù đủ. Cái dù màu đỏ của chị đó phải không? Không, dù đỏ không có nha. Có bên đây à. Qua giờ động viên mượn mà. Ai áo phao không có không? Tú còn cho thử review nữa nè. Tú không chịu bỏ qua giây phút nè. Cái không là bên đó đó. Mà sao đòi, mà sao cái đòi màu xanh đó. Đẹp quá anh ha. Lú đọt lên đó, thấy không? Lú đọt lên. Chứ là chắc người ta trồng đó ha. Tự mọc luôn. Có cây mọc, tự mọc. Có cây mọc. Đó là nguyên đòi, người ta chặt hết còn cây. Mệt quá, hay lý giải nó vậy đó. Ở đây vậy đi ha. Ta chặt ta chừa lại cây. Chừa lại cây. Đúng không? Đúng không mà anh? Không có đâu. Nguyên đội ta chặt còn cây đó. Còn ai nữa không? Hồi một bài đó. Đủ rồi đó anh. Anh ơi, đủ người rồi đó. Đủ rồi đó. Chị Tú né né. Chị Tú. Chặt rồi cái còn cây nó sống à. Dạ. Làm cái nó gì nó từ sống từ mọc lên mà cái bài đó mọc cây rồi. Cho nên gọi là sống cô đơn đó. Mọc một mùa cây vào trong rồi có. Bây giờ là gọi là anh lái đò chứ không còn gọi là anh lái đò. Mình quay bài này chắc xong sớm em hả? Dạ. Xong sớm mình đu về sớm. Quay về lại Sài Gòn. Chị về lại Sài Gòn. Mai chị đón bố chị từ bên biển về. Chị không ở lại chơi với tụi em à? Không. Các em tự chơi một mình đi. Tự liên quân một mình đi. Chị phải về, chị đi đón bố chị. Mình về tới nhà là tầm 2 giờ. Bao giờ tạo nên thành công. Cho nên mỗi chặng đường mà chúng ta đi có cực khổ, có gai trong thì đó là từng bước chúng ta khởi sự thành công. Cho nên là mọi người đừng bao giờ nản chí với những gặp gỡ trong gai hoặc với những khó khăn. Thì những từng bước step chúng ta đi khó khăn giống như cái chặng đường từ đây lội lên đồi xuống đồi lội lên ghe rồi xuống ghe cực khổ vậy đó. Rất là sợ té nào là có 2-3 em phải hai bên Ngọc Huyền giúp đỡ Ngọc Huyền. Nói chung là tất cả những việc khó khăn thì đó là những cái bước đệm hứa hẹn những thành công sắp tới. Cho nên cả nhà ơi nhớ ủng hộ MV mới của Ngọc Huyền nha. Xin đăng ký nghệ sĩ Ngọc Huyền Official để cho Ngọc Huyền một cái like, một cái đăng ký, một cái subscribe nha. Chị đang đi đến ơi, cảm ơn. Chị đang đi đến cái điểm nào để quay coi chừng kìa. Chị đi đến điểm cây thông cô đơn để mà thực hiện những cái thước phim quay rất là đặc biệt trong MV mới Cắt Bụi Cuộc Đời 2. Chào cả nhà. Nơi đây đó thì nếu mà chúng ta phải một là đi bộ, hai là chúng ta phải đi xe Honda, ba thì chúng ta sẽ có thể đi chiếc xe chuyên dụng là xe tải đó. Xe ship, xe lường cao thì chúng ta mới có thể vào được. Còn xe của Ngọc Huyền hoặc xe của đoàn phim thì bắt buộc phải đậu ngoài bờ bên kia và đi đò vào, thì đi đò mất hết 10 phút nha cả nhà. Thắc mắc cả nhà đó là cây thông cô đơn, một trong những điểm tham quan chụp hình của Đà Lạt. Cái này chắc chị mang đôi giày cao kia được Tú ơi. Dạ. Đức nó cứng lắm. Chấp nhận được. Ồ, có rác và bị nhiều em ơi. Chúng tôi đang ở
ngay cái khu cô đơn rồi cả nhà. Trời, có ai volunteer, có ai tình nguyện được giùm tôi hai cái bao rác nào vậy? Chạy vô liền đi em. Nguyên một cái chỗ đẹp thiệt đẹp như vậy mà để rác, nhiều người vô ý thức thiệt. Cảm ơn Phi Phi làm tình nguyện viên lượm rác giùm cho chị nghe. Ông trời ơi đừng có mưa nha, cho chúng con quay xong cái cảnh này cho đẹp nha. Mây hãy bay đi, mây hãy bay đi, đừng có mưa nha mây ơi. Mây hãy bay đi, hãy trả lại bầu trời trong xanh ngay tại nơi đây giùm cho tôi nha. Thưa quý vị, chúng tôi đã qua đò và đã qua tới cái hòn đảo này gọi là cây thông cô đơn. Với cái bãi đất trống này chỉ có một cây thông mọc lên rất là tự nhiên, cho nên được khách du lịch gọi là cây thông cô đơn. Và khung cảnh đang trời chuyển mưa nên rất lạnh, rất lạnh quý vị ạ. Bên kia đồi núi đó là đỉnh Lam Giang, có một cái chuyện tình rất là đẹp và sau này thì Ngọc Huyền sẽ kể cho quý vị nghe. Nếu có thời gian về chuyện tình trên đỉnh Lam Giang giống như là Romeo và Juliet bên châu Âu vậy, thưa tất cả quý vị. Nhận lấy bình yên, đón vui, đón niềm vui.